Đây mình sẽ test máy cho bạn. Bên trong này có ốp theo máy của nó. Đây, hình thức máy nó sẽ như này. Đẹp xuất sắc. Test luôn cho bạn hai sim vào luôn cho bạn nhìn thấy. Máy chạy hai sim. Đây, lắp sim 2 sẽ là ngang nhé, sim 1 là dọc. Đó, lên 2 sim luôn. Đó. Đây, bây giờ gọi. Rồi, bây giờ mình gọi sim 1 nhé. Tất cả đều căng nét, xong căng nét. Vui lòng bấm phím 1 để kiểm tra tài khoản. Và khi bạn nhận máy thì bạn sẽ nhận máy đây luôn, email đây luôn, và chính là cái máy này luôn để bạn đỡ được mất công. Đó, hộp trùng cái mây luôn. Rồi, bây giờ tôi sẽ gửi cái video cho bạn.